Hello, Hyundai Rita nha các bạn, xe nhập Ấn Độ, được mệnh danh là Santa Fe 5 chỗ. Đây là cách âm tốt lắm các bạn, xe nhập cách âm ok lắm, ga nhạy lắm. Xe trên thị trường rất hiếm nè, chạy rất sướng luôn. Lúc mua mới khá là mắc, lăn bánh ở đó ngoài 900 triệu lắm, giờ bán lại rất là rẻ, chỉ có 500 mấy thôi các bạn. Hello, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Xe Cũ Sài Gòn nha. Mình là Lê Trương, chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ, thật là năng suất nha, để có nhiều tiền mua xe của mình. Hôm nay mình vừa về con Hyundai Rita các bạn, máy 1.6 số tự động 2016, xe chạy được 42.000 cây, xe này nhập Ấn nha. Mũi xe gầm cao, rất là chất các bạn. Xe này được mệnh danh là Santa Fe thu nhỏ, Santa Fe 5 chỗ. Nhưng mà được là xe này xe nhập Ấn Độ nên rất là chất các bạn. Nhìn thiết kế nó rất là vuông vức, góc cạnh, gầm cao, cảm giác nó nhìn nó rất là mạnh mẽ. Xe này màu trắng nha, xe màu trắng biển số Sài Gòn luôn. Xe này mình đã rút góc sẵn cho anh em rồi. Các bạn lấy full tiền và lấy hồ sơ gốc đi sang tên thôi, đóng thuế là ra tên trong ngày luôn. Xe này option cũng khá nhiều các bạn, lúc mua mới rất là mắc nè. Xe này lúc mua mới lăn bánh ngoài 900 triệu, giờ mình bán lại có 500 mấy thôi. Mới chạy có 40 mấy ngàn cây à. Option cũng khá nhiều. Phía sau là 4 mắt cảm biến nha, phía trước cũng có cảm biến luôn. Đây có camera dè nè, camera dè này đánh theo góc lái luôn các bạn. Rita nè, đây cho các bạn xem cái tên của nó nè. Mình thì không giỏi tiếng Anh nên mình đọc mình thấy sao mình đọc vậy các bạn, thấy sai các bạn thông cảm cho mình nha. Đây xe 5 chỗ, cái cốp nên cái cốp rất là rộng các bạn. Cốp rộng lắm. Đây nè, xe chuẩn hết nha các bạn. Tất cả xe bên mình đều là xe chuẩn hết nha. Cam kết cho bạn là xe động cơ hộp số nguyên bản nè, không đâm đụng, không ngập nước. Hồ sơ pháp lý rõ ràng, khung gầm nguyên bản. Đó, tất cả xe bên mình, 100% xe bên mình đều đáp ứng nhu cầu 5 cái tiêu chí đó hết nha. Đó, cái gầm cao, xe này gầm rất là cao các bạn, nhìn rất là thoáng. Được anh em mệnh danh là Santa Fe 5 chỗ, thu nhỏ, vỏ Bridgestone, 4 vỏ theo xe hết nha. 0916 nè. Cái mâm rất là chất các bạn, nhìn cái mâm nó cứng cáp lắm. Phía sau là tang trống, phía trước là phanh đĩa. Hai cái mâm là 215, 60 rồi 17. Nhìn cũng khá là cứng cáp, vỏ cũng tương đối cao các bạn. Vỏ cũng tương đối ha. Không phải là quá cao đâu. Phía trên thì nó có cái ba gam mui, nhìn cái xe nó rất là cứng cáp. Cứng cáp lắm. Đó. Anh em nào đang tìm cái xe mà gầm cao thì đây là một sự lựa chọn cũng khá khá đó các bạn. Cũng đáng để chú ý đấy. Xe này chạy ok lắm, đây là da nè, đây là nhựa nè. Đó, da. Phía sau có loa, xe này hệ thống tới 6 loa nha các bạn. Hệ thống tới 6 loa này nghe cũng tương đối hay á. Rộng rãi ha, xe rộng lắm. Đây, tựa đế tay. Xe đăng kiểm xe 5 chỗ nha các bạn. Ghế da màu đen. Xe này hệ thống tới 6 túi khí luôn. Các bạn xem, đây, hệ thống tới 6 túi khí luôn. Túi khí rèm. Đó. Phía sau thì có điều hòa, có cửa gió hàng ghế sau luôn, nên làm lạnh nhanh, rất là mát. Xe số tự động nha các bạn nhìn cái dàn ghế thấy kết ghê không? Đó, cái ghế không một vết trùng luôn, rất là căng. Ok, rồi lên hàng ghế đầu cho các bạn xem nha. Cái xe Rita này nó rất là hiếm các bạn, thị trường rất là hiếm luôn. Bởi lúc mua mới nó mắc quá, lúc mua mới rất mắc. Nè, chưa mở cửa thông minh luôn nha. Đó, vào hàng ghế cho các bạn xem. Xe này mình bước lên bước xuống nó hơi dơ xíu thôi, nhưng mà chiếc xe mình dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi. Khi mà giao cho các bạn thì mình cũng vệ sinh sạch sẽ cho các bạn lấy về đi thôi. Đó, gương gặp chính điện ha. Mở cửa nè. Ghế điện điều khiển 8 hướng nha các bạn. Ghế điện 8 hướng. Xe này là nhập Ấn Độ. Đó, đây nè. Nhập Ấn Độ. Túi khí, hệ thống 6 túi khí. Ở đây nó hơi nắng nên mình quay nó nhanh hơn nha, các bạn thông cảm nha. Cơ mà điện tử nè. Đó, vào xe cho các bạn xem. Để mình giảm gió lại chút. Giảm gió đây. Giảm gió lại chút. Đây, xe này đồng hồ là 42.170 km nha các bạn. Đó, cái đồng hồ này mình đang nổ máy từ đầu giờ luôn á. Đèn, hệ thống đèn nè. Đó, cho các bạn xem, để mình trượt cái ghế điện ra chút. Nè, vô lăng này bọc da, trợ lực điện. Đánh lái ok, nhẹ nhàng. Điện thoại đánh tay, volume, mood, mode rồi. Ok. Rồi, ở đây là cần số cũng đẹp. Cần số nha các bạn. Chắc lắm á.
điều hòa có điều hòa tự động luôn, để start stop. À, màn hình này là màn hình 5 inch các bạn, cái màn hình nó cũng hạn chế chút, nhưng mình yeah coi. Cái màn hình này có camera yeah nè, đánh theo góc lái luôn nha, để mình đánh cho bạn xem. Đó, thấy chưa? Đánh theo góc lái luôn nè. Đó. Cũng ok chứ bộ, đi nó an toàn cho mấy chị em đi an toàn. Xe này hệ thống phanh rồi thì phanh ABS có phân bố lực phanh điện tử nha các bạn. Có hỗ trợ phanh khẩn cấp luôn á. Rồi hỗ trợ khởi hành ngang dốc luôn. Đó, nên đi nó cũng an toàn. Ok. Gương này gương chống chói luôn, gương này chống tia UV luôn nè. Đó, rồi, ra mở khoang máy cho bạn xem đi. Cái chất xe thì quá đẹp rồi. Đó. Cấp lô hệ thống tới 6 túi khí luôn, an toàn. Ok, mở khoang máy cho bạn xem nha. Gương này là đèn LED luôn nha các bạn. Gương này gương gặp chỉnh điện tích hợp có đèn LED luôn á. Các bạn thấy cái dáng xe nó hầm hố quá ha. Cái dáng xe gầm cao nhưng mình rất là mạnh mẽ. Nó vuông vức. Rộng lắm á, xe này ngồi 5 người rất là rộng rãi các bạn. Cốp rộng rãi. Đi gia đình rất là thoải mái. Nè, đèn, hệ thống đèn có đèn LED luôn nha. Có đèn ban ngày nè. Đèn định vị ban ngày, đèn bi luôn. Đèn projector. Phía dưới là đèn sương mù ở dưới. Nhìn rất là góc cạnh ha. Rồi, ok, mở khoang máy các bạn xem nha. Đây, máy xe này các bạn. Máy xe thì mình nổ máy từ đầu giờ luôn á. Máy nổ thì rất là êm rồi. Máy này máy 1.6 số tự động. À, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp nha. Cho ra công suất đâu đó khoảng 120 mã. 120 mã là tương đối nhẹ nhàng các bạn. Đi cũng rất là thoải mái. Đó, xe chuẩn nha các bạn. Xe thì cam kết cho bạn rộng cơ hộp số là nguyên bản hết. Không đâm đụng, không ngập nước, hồ sơ pháp lý rõ ràng hết nha. Tất cả hoàn toàn 100% xe mình đều đáp ứng tất cả nhu cầu đó nha. Tức trước khi test xe, trước khi lấy xe về thì mình đã kiểm tra kỹ rồi. Đạt 5 tiêu chí đó thì bên mình mới nhập về. Đó, nên khi mua xe với mình thì các bạn yên tâm hoàn toàn. Đó, có thể nếu như quá lo lắng thì có thể test hãng thoải mái. Đó, rất bên mình rất là thoải mái vấn đề đó. Ở đây mua xe của bên mình hồi nào giờ đều biết rồi. Rất là nhanh gọn, rất là chuẩn. Tốc độ. Rồi, xe này mình đang bán với giá là 595 triệu nha các bạn. Rita, xe nhập 2016. Xe thị trường anh em bán rất là cao. Bán rất cao luôn. 600 mấy không à. Đó, mình bán là mình kêu giá là giá bán chứ không phải là giá để trả đâu các bạn. Đó, anh em mình nhanh gọn ha, tốc độ. Rồi, các bạn quan tâm xe này liên hệ cho Trương nha. Số điện thoại 0972 60 8010 để xem và thử xe nha. Xe này lâu lâu mới có một chiếc thôi các bạn. Lâu lâu mới có một chiếc chất và đẹp như vậy thôi. Đó, anh em quan tâm liên hệ cho Trương liền nha. Rồi, cảm ơn các bạn xem video nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như là bấm chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nha. Mình có thu mua xe, các bạn muốn bán xe thì cứ liên hệ cho mình. Trương sẽ hỗ trợ cho bạn giá tốt nhất luôn. Giao dịch thì chỉ một lần một thôi, nhanh gọn, tốc độ luôn. Đó, các bạn muốn xem những video khác của mình á, các bạn cứ vào YouTube, các bạn gõ từ khóa là xe cũ Sài Gòn, có dấu hay là không dấu gì cũng được. Cái video mới nhất và lại cái kênh của mình sẽ hiện đầu tiên. Các bạn vào đó các bạn xem với mình nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn, bye bye.